gỡ trong một. Một lần đúng một lần còn vui giống như là nữ tú đi chợ quá trời luôn rồi các bạn ơi, quá trời đông luôn các bạn ơi. Chúng luôn hả? Dạo này đi thành phố có mấy tháng về nhà đổi mô với cậu. Hai cây rồi mọi người. Để câu này mọi người quen với ta. Rồi sau khi làm dự lúc quý vị, một ca khúc của Thái Ngọc đã gửi đến bà con cô bác. Thì đêm nay với những giai điệu trẻ trung sôi động của những ngôi sao trẻ đến từ công ty giải trí Hải Âu, ngôi sao trẻ Trắng Ngào đã có mặt để chuẩn bị dụ bà con cô bác sau một hai dòng lời quý vị. Rồi tổng kết vé sang sao quần biết gì đó. Nó cũng trai người ta mà sao kỳ ta. Ừ, nó như cộng bún vậy đó. Kêu xa đó. Kêu xa đó. Bao nhiêu tiền rồi? 40.000 tốn cho một sữa. Dạ, một mẹ mà lo nha các bạn. Để chúng ta sẽ giới thiệu ngay, không để quý vị chờ đợi lâu quý vị nhé. À,
Dạ, ngay từ bây giờ vòng quay tiếp tục vẫn là 20 triệu đồng. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị quay trở lại sân khấu nhà sân hợp. Chúng tiếp tục hướng dẫn chương trình của chúng tôi. Quý vị đến với một tả dài duyên dáng màu vàng. Dạ, sẽ đem đến quý vị những sản phẩm âm nhạc. Ngay sau đây, chưa biết cô ấy đang hát bài gì, nhưng chắc chắn là một niềm sẽ chọn cho mình bài hát. Bởi vì khi mà chúng em sử dụng trên sân khấu là cái nền nhạc là trong ai điện thoại. Dạ, cô quá hát sức nhạc ở nhà. Rất là nhiều bài. Với đêm nay là đêm mùng 1 Tết rồi ha. Thì sân khấu là muốn đưa ra khá nhiều dòng lời. Để sử dụng mà con bác của chúng ta nhận qua rất là nhiều cái phần quà. Giá trị sẽ là nhập con nhà của các bạn. Cảm ơn các bạn. Rồi, đúng sữa rồi. Các bé thấy gặp nữa quý vị nhé.
Và phép Thiên Ngọc đang ca lựa một cái ngôi nhà của mình để tiến vào bên trong. Trời ơi, vô rồi hả, lấy sữa hay uống không mà. Cái phép là gì? Tiến trong căn nhà ma đúng không? Ba bánh mà hai sữa một mèo. Rồi mọi năm mới ngồi rồi, thấy không? Thấy bà thằng chồng tám và bà vợ ngồi kế bên lấy quà không mọi người? Không biết thôi, chị mẹ rồi hả? Chú mùi con mặt. Nghe được không chú?
quý vị, cho nên cô bác anh chị mình cũng biết rồi, bán ra không có bao nhiêu đâu. Nhưng quý vị mình nếu như không nhận cái tặng phẩm này, có quyền đưa vào bên trong, chúng tôi mạn phép thu lại giá trị của nó là 400k quý vị. Chứ quý vị cũng biết rằng là bán 10.000 đồng vé nãy giờ chắc gom gom cao lắm chừng 200 mấy thôi. Nhưng ban tổ chức chúng tôi quyết định thông qua đưa giá trị của nó là 400k quý vị nhé. 34 gần 34 số chị ra. Số chia ra xa lộ viên quả xa thật là xa còn số 3. Còn số 3 hai gì đây? Con hai gì nữa, con hai gì đây? Hai gì đây? 20 à. Em vẫn trong thì cài vừa tí à. Em vẫn trong là nông dân. Hơi quá em không phải là nông dân. Em làm đấy 37. Con 37 37 đã chưa, đã chưa? 37 số gì ra? Phải chưa cưng? Mời gì ra con, mời gì ra mối tình đẹp xinh con. Hai gì ra con, hai gì ra mối tình đẹp xinh con. 29 con, 29 29 con, 29 29 là số gì nữa, số gì ra? Con số gì đây, con số gì đây? Có không? Hàng số đúng không? Chuẩn bị số gì đi, con số 8. Còn số 8. Cũng chưa ai tin. Còn số 8. Số gì nữa? Ai gửi hạt ba? Chưa kêu ra nha. Ba chị đây. Đã chưa, đã chưa? Ba chị ra. Ngày em ra đi, em có ba con tim hành lý. Còn 32 32 số gì ta cũng là 3. Làm thằng chiêu vô là lúc kiếm đến 39. 39 Có số 13 đã có chuyên nhân đoàn giải. Con vừa đại luôn á. Tao đại 24, con đại 27. Sáng quá, không nhìn thấy ông chủ. Lẹ đi ông chủ ơi. Mọi người ơi, cái lá lúc này cái gì có bấm mình à? Đặt ăn khá không? Ý được hả? Nó được bấm bấm. Rồi 13 giờ kiểm tra ra. 13 có 1. Số 3 có 2. 35 có 3. Voi hả? 47 này 31, 47 có đủ. 47, 35, 13, số 3. Rồi, bây giờ mình lấy bia đi. Hai thùng bia. Nếu không lấy bia, bán lại, chúng tôi thu lại 400k. Dạ. Bây giờ các bạn thích như các bạn miền Tây, tham quan họ xưa đó.